Biết nghĩ cho người khác trước mình. Sư phụ Thanh Hải vừa thường sư giảng vào ngày 28 tháng 12 năm 2019 tại đạo tràng miền đất mới Đài Loan, còn được biết là Formosa. Chào. Tôi đi xe này chứ hả? Trông mà. Có nặng không? Thấp gầy hả? Người khỏe quá ha. Chào mọi người, mọi người ổn chứ? Kính chào sư phụ. Sao họ ngồi ngoài trời? Sao họ ngồi bên ngoài vậy? Họ cao khát được thấy sư phụ ban ngày nên họ bên ngoài. Lát nữa họ sẽ vào đại điện phải không? Hay là sao? Tôi không hiểu. Khao khát thấy thì bên trong cũng được mà. Bên trong hết chỗ rồi, hết chỗ rồi. Ôi trời ơi, xin lỗi nha. Kính chào sư phụ. Lạnh không? Dạ không. Ngồi chung với nhau không lạnh ha? Không à, chào sư phụ. Mỗi người đều có thân nhiệt hơn 30 độ. Cùng với nhau là hàng trăm độ. Ôi chào. Kính chào sư phụ. Lát nữa họ vẫn ngồi ngoài trời à? Không vào trong được hả? Một số sẽ không thể vào trong được ạ. Tại sao? Họ không chen vào được hả? Thưa sư phụ, chúng con đã yêu cầu nếu có chỗ thì để họ vào. Có chỗ thì cố gắng sắp xếp cho họ vào. Nếu không, sau này chúng ta cũng có thể che mái chỗ này để có thêm... May mắn là thời tiết tốt ha. Dạ phải. Cảm ơn tất cả quý vị. Cảm ơn tình thương của quý vị. Ban làm việc, tất cả à? Không à. Kính chào sư phụ. Xe này rất tiện lợi, nó làm tôi cao hơn. Để mọi người có thể nhìn thấy tôi. Xin lỗi, chúng tôi sẽ cất không đủ. Không bao giờ đủ. Không sao ạ, cảm ơn sư phụ. Nhưng quý vị có chỗ tốt để cư trú, đúng không? Dạ, cảm ơn sư phụ. Quý vị có thể ở trong bảo tàng bảo vật. Dạ, tiện lợi lắm ạ. Đủ chỗ hả? Dạ, đủ. Nếu không đủ thì tự mang nhà của quý vị đến. Vẫn còn vài chỗ trống, dồn được bao nhiêu người vào thì dồn. Người nước ngoài, người Đài Loan Phong Sa đã nhìn tôi đủ rồi, không cần. Người nước ngoài như từ Trung Quốc hoặc từ Âu Lạc Việt Nam. Dạ. Thank you. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý vị. Cảm ơn tất cả vì tình thương của quý vị dành cho Thượng Đế. Dành cho Thượng Đế của quý vị. Dành cho Thượng Đế bên trong quý vị. Dành cho Phật của quý vị. Tôi mừng là quý vị ở đây. Xin lỗi về nơi nhỏ này. Nhưng họ vẫn có thể vào. Đằng sau kia còn chỗ. Dạ, và họ có thể tìm một hàng ở đây và một hàng nam chúng mình này. Tôi đi như vậy cũng được. Tôi rất nhỏ người. Đi như vậy. Không thành vấn đề. Được rồi. Chỉ là hộ pháp, họ làm cho lớn ra. Chứ tôi còn lớn đâu, thấy không? Cả hai bên họ dùng cả đường đi. Love you, huh? Thương quý vị. Dù chúng ta xây thêm một nhà nữa, có lẽ cũng không đủ. Tôi cứ sinh con cái hoài, vấn đề là chỗ đó. Đó là Việt Nam, chúng tôi có một truyền thuyết là chúng tôi được bà mẹ tiên sinh ra. Bà sinh ra cái bọc 100 trứng, và từ 100 trứng nở ra 100 người con. Và sau này 50 người con đi xuống đồng bằng, và 50 người con kia đi lên núi. Nhưng đó là BC. Trước Thanh Hải, họ không biết tôi sinh ra còn nhiều hơn thế. 100 con đâu có là gì. Và một số người thậm chí không tin vào truyền thuyết đó. Họ nói làm sao một phụ nữ mà có thể đẻ 100 trứng. Rồi làm sao 100 trứng mà trở thành 100 người con. Họ không biết tôi. Thấy tôi có bao nhiêu con cái chưa? Yeah.
Và có một truyền thuyết khác về Đức Phật nói rằng Đức Phật vừa mới ra đời đã liền đi 7 bước. Nhớ không? Dạ nhớ. Con cái của tôi chưa sinh ra họ đã chạy rồi. Chạy và bay đi chứ. Tưởng tượng được không? Họ không biết tôi, vì vậy truyền thuyết, mọi truyền thuyết khác đều là BC trước Thượng Hải. Cảm ơn. Cho nên có lẽ sau này họ sẽ có một truyền thuyết khác. AC sao Thanh Hải. Cứ ngồi xuống đi. Ta có thể bay qua quý vị, đừng lo. Ngồi đâu cũng được. Ở đây cũng còn vài chỗ. Mấy người làm việc lên đây. Tôi rất rất hãnh diện về quý vị. Và tôi cũng rất hãnh diện về mình. Rằng tôi đã sinh ra rất nhiều con cái tuyệt vời. Những người làm ta hãnh diện. Những người làm ta hãnh diện. Đằng sau kia hoàn toàn trống. Nếu ai còn bên ngoài, hãy để họ đi vào. Từ lối bên hông, và ngồi phía sau. Không sao, bế quan là như vậy mà. Ý nói trong lúc bế quan, mọi thứ đều chen chúc như vậy. Một số người có thể lên ngồi đây. Bảo các Bồ Tát lớn tuổi lên đây. Có 6 người. Họ có thể ngồi đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tất cả lên đây. Lên đây ngồi. Quý vị ngồi đây phía trước. Ngồi sau các sư. Mấy đồng tu lớn tuổi. Rồi, những người khác lên ngồi đây. Ngồi cho đầy chỗ đi. Phía sau đó cũng có thể ngồi. Phải. Ok. Chúng ta cần có chút tinh thần hy sinh và đóng góp, đừng tranh giành. Cho dù vì sư phụ cũng đừng tranh giành. Khi người khác nhận quà giá trị, quý vị cũng muốn giật lấy từ họ, như vậy không đúng. Chưa kể đó là dành cho đồng tu lớn tuổi, không thể như vậy. Sao ai cũng chen lên đằng trước, phía sau hoàn toàn trống mà. Đừng đi vào nữa. Thôi được rồi, chỗ này có thể ngồi. Dưới đó ở phía sau. Sau này, quý vị có thể sắp xếp như vậy. Sắp xếp thêm chỗ ngồi cho tới khi không còn chỗ nữa. Ở đó vẫn còn chỗ trống. Nam hay nữ không quan trọng. Họ đến đây để gặp sư phụ thôi. Họ sẽ không nhìn nam chúng hay nữ chúng, phải không? Dạ, tôi hy vọng như vậy. Ngồi đó đi. Chỉ chờ một lối đi cho hộ pháp. How are you? Quý vị khỏe không? Dạ khỏe, chúng con khỏe. Tất cả người nước ngoài đều ở đây. Người Đại Hàn, người Mông Cổ. Tất cả ở đây chứ? Thái Lan, Burma, Laos, Lào, Campuchia. Yeah, alright. Được rồi, được rồi. Đó. Thấy không? Dưới đó cũng ngồi được mà. Tại sao không để họ ngồi? Bế quan thì khác. Mọi người phải chịu chặt chội một chút. Không như bình thường. Thì có rất nhiều chỗ. Tại sao chỗ đó hoàn toàn trống? Dạ, dành cho người xuất gia. Dành cho người xuất gia. Dạ, tại sao lại có 2 chỗ? Cứ ngồi đây. Cứ mang đồ lên và ngồi. Chỗ đó để cho người khác. Còn bao nhiêu người không thể vào trong? Có chỗ của người xuất gia đây. Quý vị cũng có thể cạo đầu cho nhanh. Để được lên ngồi đó. Phải. Có một người từng muốn cạo đầu. Chỉ để được ngồi đây. Cái gì quý vị cũng muốn hết. Phía trên đây có thể ngồi dồn lại thêm chút không? Lần sau, người xuất gia có thể mang đồ lên, ngồi ở đây. Tại sao lại để đó? Quý vị vốn ngồi đây mà. Chỉ là đứng chiếm thêm chỗ.
Chúng ta bế quan thì phải khác thôi, ngồi chen chúc với nhau không sao. Nhanh lên và ngồi xuống, ở đây còn mấy chỗ. Quý vị có câu hỏi nào không? Hay có gì để nói tôi nghe? Có ai thu thập câu hỏi của họ chưa? Có hả? Rồi, rồi. Chúng con có một số câu hỏi xin thưa ngài. Được, nói đi. Tấn Độ. Ấn Độ, ai cha, sao ngồi gì đó? Tôi nghĩ tất cả họ có thể ngồi đây. Thôi cũng được. Quý vị đã ở đây lâu đủ rồi, hoặc quý vị có thể lên đây ngồi. Có thêm một hàng ở đây, nếu quý vị muốn, đọc đi. Người nhận giải gương từ bi sáng ngời thế giới, tiến sĩ Shirin Feria nói rằng, cô ấy dùng tiền thưởng để xây một chỗ trú mới cho mèo được cứu từ những nơi buôn bán thịt. Cô ấy xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn đến Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp trong thời gian khủng hoảng tài chính tại trại trú ẩn động vật của cô. À, tôi đã tặng cô ấy bao nhiêu? 10.000 only. Dạ, 10.000 đô. 10.000 đô hả? Tôi sẽ tặng thêm. Dạ, cảm ơn sư phụ. Đó, chúng ta tặng tượng trưng thôi. Quý vị có thể xoay sở lẹ không? Để anh ấy không phải chờ thủ tục và viết thư từ. Nếu quý vị có tiền ở đó, mang đến đây được không? Có không? Bao nhiêu? Như 20.000 Mỹ Kim nếu có. Nếu không, tiền Đài Loan không xa cũng được. Họ có thể đổi tiền phi trường, số tương đương. Cảm ơn anh. Tốt. Vậy thôi hả? Còn câu hỏi nào nữa? Dạ, từ Jakarta, Indonesia. Indonesia, à, anh khỏe không? Dạ, khỏe, sư phụ. Đọc đi. Sư phụ đã chuyển hóa một tai họa thành ân phước. Hồi đầu năm nay, khi con đang lái xe gắn máy đi mua rau, con bị xe hơi đụng. Con ngã xuống và mọi người đều la hét. Nhưng họ ngạc nhiên là con không sao. Nhờ có sự bảo hộ của sư phụ, không có gì xảy ra với con. Vài ngày sau, trong khi chờ đợi khách ở quán tuần tra chúng con, trong khu phố tàu của Jakarta, thì con xem truyền hình Vô Thượng Sư hội thảo qua điện thoại về cõi của Ấn Timoto. Con cảm thấy vô cùng phúc lạc. Bỗng nhiên không biết từ đâu ra, đủ loại thực khách bắt đầu xếp hàng trước quán chúng con. Rồi nhiều ngày sau đó, thức ăn đều bán sạch, dù chỉ mới có là giờ ăn trưa thôi. Nhờ có sức gia trì của sư phụ, con chỉ biết tu hành cho tốt để cảm tạ sư phụ. Con cảm gì? Dạ thưa sư phụ, cảm ơn ngài rất nhiều. Một điều con xin thưa sư phụ rằng bây giờ xu hướng thuần chay ở Jakarta đang tăng lên. Thưa sư phụ, bởi vì chúng con mở quán thuần chay, con và vợ con, chúng con mở quán thuần chay đó và ngày càng nhiều thực khách đến ăn vì lý do sức khỏe. Ồ, mừng quá, mừng quá. Dạ thưa sư phụ, dù vì lý do gì ăn thuần chay là tốt. Dạ thưa sư phụ, không phải ai cũng hiểu về những hậu quả tâm linh. Nhưng nếu họ ăn thuần chay, điều đó đã là tuyệt vời rồi. Một số đã trở thành đồng tu. Bởi vì con giải thích với họ về giáo lý của sư phụ và bây giờ họ cũng đã thọ tâm ấn. Dạ thưa sư phụ, chúc mừng. Dạ cảm ơn sư phụ. Bây giờ anh có thêm nhiều anh chị em đồng tu. Dạ thưa sư phụ. Hy vọng trung tâm thiền của quý vị không đông đúc như vậy, bởi vì chúng ta sẽ có thêm khách hàng hoài hoài. Khách hàng tâm linh. Còn gì khác nữa? Từ Manila. Con xin cảm ơn Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư về tất cả ân điển, tình thương và sự hướng dẫn của Ngài cho đồng tu như con thêm sức mạnh. Con cảm thấy có khả năng thực hiện hóa những ước mơ của con cho gia đình con, gia đình quán âm của con và quốc gia của chúng con, Philippines. Cảm ơn sư phụ. Mabuhay. Mabuhay sống lâu trăm tuổi, sức khỏe dồi dào. Chính tổng thống cựu gì nói câu đó. Dạ sư phụ, mỗi lần tôi thấy vị cựu tổng thống trên truyền hình Vô Thượng Sư của chúng ta, tôi rất xúc động bởi lời phát biểu và tấm lòng của ông. Tâm ông rất thuần khiết và thiện lành. Ông luôn chúc cho đài truyền hình của chúng ta. Ông nói chúng tôi, chúng ta, quý vị, tôi, chúng ta đang xem mạng lưới truyền hình tốt nhất trên địa cầu, truyền hình Vô Thượng Sư. Và ông ấy nói, mau vai, sống lâu, sức khỏe, dồi dào. Ông luôn nói như vậy đó. Rồi, cảm ơn cô. Cảm ơn sư phụ. Cảm ơn ngài vì tất cả lòng nhân ái và từ bi của ngài. Không có chi. Hi. Singapore.
Chào. Xin cảm ơn Sư Phụ đã thành lập Ngày Quốc tế Nghệ sĩ. Năm 2020, chúng con sẽ tổ chức sự kiện này tại Singapore, mời các nghệ sĩ, quan chức chính phủ và công chúng. Nếu phù hợp với lịch trình của Sư Phụ, chúng con sẽ rất vinh hạnh nếu Sư Phụ có thể tham gia với chúng con. Tôi muốn lắm. Chỉ là tôi muốn giảm thiểu dấu vết carbon trong tài khoản của mình. Thời gian tôi đi lại đã qua rồi. Tôi thường đi lại khắp thế giới, nhưng hy vọng có thể ổn định ở đây. Và rồi có thể làm nhiều việc hơn thay vì chạy khắp nơi. Tôi cảm ơn và hy vọng quý vị sẽ vui với nhau. Quý vị có thể thu hình lại. Rồi chúng ta có thể phát sóng trên truyền hình vô thường xuyên. Rồi tôi có thể xem sao. Tôi sẽ bên quý vị trong tâm tôi. Sư phụ, chúng con có thể mời các quốc gia láng giềng như Malaysia và Indo được nếu họ muốn đến, để cùng nhau làm không nếu họ muốn đến. Nhưng chắc họ cũng có chương trình của họ. Quý vị kiểm tra xem. Tôi không có quyền với mấy điều này. Tôi không muốn kiểm soát ai đi đâu và ai làm gì. Quý vị làm gì tùy ý nha. Và ai muốn đi đâu thì đi. Miễn là điều đó giúp thế giới bằng cách nào đó thì tốt rồi. Còn gì khác nữa? Không à? Tốt. Cách đây vài tháng, con ở SMC giúp sắp xếp và dọn dẹp một số đồ của sư phụ. Con ở trong một phòng nhỏ có mái thấp đối diện hang động của sư phụ, chỗ có máy giặt và nồi cơm điện của sư phụ, vân vân. Sau khi nhìn thấy món đồ, con trường bò trở lại lối vào. Bỗng nhiên con để ý thấy cây gậy của sư phụ. Con cầm lên và bắt đầu phủi bụi bám trên tay cầm. Khi con làm vậy, một năng lượng bao la và cảm giác tình thương mạnh mẽ phát ra đi vào người con. Thật lớn lao, thật thuần khiết. Nhưng cũng có những cảm giác đau đớn, buồn bã và khổ sở. Sư phụ gánh lấy nghiệp của đồng tu chúng con, của tất cả con người và loài vật như chó, bò, vân vân. Tình thương cao cả nhất của Ngài ban cho mỗi đồng cư trên địa cầu. Còn bật khóc vì sự đau khổ thâm sâu mà sư phụ đã chịu đựng và tình thương chân thật tối thượng mà sư phụ ban cho tất cả chúng con. Con hỏi vị nữ xuất gia tại trung tâm San Martin liệu con có thể lấy cây gậy của sư phụ không? Cô ấy nói được đem gậy đến tuyến gia trì tâm linh ở Vương quốc Anh để tất cả đồng tu có thể thấy, cảm nhận và thể nghiệm như con. Thể nghiệm này trở lại với con vào ngày Giáng sinh. Và con nhận ra sư phụ chính là ông già Noel nguyên thủy. Xin cảm ơn sư phụ về tình thương bao la của Ngài. Không có chi. Và con xin nói thêm cho sư phụ. Một vài món đồ từ trung tâm San Martin, con đem về London. Con lái xe về London. Cây gậy anh đem về đó rồi hả? Dạ, và một số đồ khác của Ngài. Ghế sofa, vân vân cho các anh chị em đồng tu. Có một gia đình đồng tu ở Na Uy, tại Oslo. Và con nói con sẽ lái xe từ Vương quốc Anh đến Oslo để mang đồ của sư phụ cho họ. Và đó là một hành trình khá dài, mất 24 tiếng. Từ London đến Na Uy. Dạ, lái xe. Bởi vì có ghế sofa và một số đồ đạc khác của Ngài. Ôi trời ơi, lại đấy. Và như thế, sau khoảng 16 tiếng trên hành trình, lúc đó cỡ 2-3 giờ sáng, con khá mệt, nên con dừng ở một trạm xăng. Con đi vào trạm xăng và gọi một ly cà phê đen. Rồi con nhờ người phục vụ đọc giúp cho con các thành phần. Bởi vì lúc đó con đang ở miền Bắc Đan Mạch. Đó là tiếng Đan Mạch nên con không hiểu. Anh không biết những gì được viết. Dạ. Con nói, cô có thể đọc cái này giùm tôi không? Vui lòng đọc giúp các thành phần. Vì tôi ăn thuần chay. Và con nói, thuần chay à vậy? Sao anh không dùng món burger thịt bò thuần chay của chúng tôi? Và giữa một nơi hẻo lánh. Cô ấy chỉ vào góc này, có một quán nhỏ trong trạm xăng. Cái họ có không chỉ là chay, mà là xúc xích thuần chay, burger thịt bò thuần chay. Con nói, được chứ, tôi sẽ mua một món. Và rồi con ngồi trong xe van. Sau đó, sau khi con mua, con cứ nhìn chăm chú vào burger thuần chay này và không thể tin được. Miền Bắc Đan Mạch, ở giữa nơi hẻo lánh, tình thương của sư phụ.
Và sứ mệnh của sư phụ là gì? Là có thế giới thuần chay tuyệt đẹp. Con cầm burger trong tay và cứ nghĩ đến mọi điều sư phụ đang làm. Chúng con xin cảm tạ sư phụ. Không sao cưng, không sao. Tôi tưởng anh sẽ nhai trong hạnh phúc chứ. Anh chỉ nhìn nó thôi thì mua để làm gì? Một lát sau anh ăn phải không? Hy vọng anh không chỉ chăm chú nhìn nó hoài. Đó là bánh mì burger thuần chay ngon nhất thật sự mà con từng ăn. Một khoảnh khắc hạnh phúc. Tốt, anh lái xe một mình hả? Dạ. Chà, tận tâm quá. Cảm ơn anh. Cảm ơn ngài về tình thương và niềm tin của anh vào tôi. Tôi rất hãnh diện về điều đó. Dạ, luôn luôn. Tốt, hay lắm. Wow. Anh Ấn Độ đến đây. Anh về nhà và cứ đưa cho nơi giải cứu đó tạm thời như đây. Tôi tin chắc họ tận dụng được. Cẩn thận nha. Anh hãy nói, dạ con xin báo tin. Cô ấy báo tin rằng họ bắt đầu một dự án dùng trí tuệ nhân tạo để thử nghiệm thuốc thay vì dùng chó. Dự án đó sẽ cứu nhiều sinh mạng. Thế nên IBM đã tài trợ cho một số khoa học gia và việc đó sẽ bắt đầu có hiệu lực vào tháng 1 năm 2020. Họ thử nghiệm thuốc trên chó à? Họ đang phát triển trí tuệ nhân tạo. Hiện tại, thuốc được thử nghiệm trên chó. Giờ thì họ không. Do đó, chó chịu khổ và mất rất nhiều sinh mạng. Vậy một khi trí tuệ nhân tạo phát triển, tất cả thuốc sẽ được thử nghiệm trên phần mềm đó. Tuyệt vời, tuyệt vời. Con xin hết ạ. Đó là điều chúng ta nên làm. Cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Đó là điều chúng ta nên làm. Ngày nay, kỹ thuật ngày càng cao, thì họ đừng bao giờ nên dùng động vật cho bất kỳ mục đích nào nữa, ngoài trừ để thương thôi, để thương họ và để được thương lại. Thế thôi. Anh đem tất cả nhiều đó về Ấn Độ qua hải quan có được không? Không được. Gửi qua ngân hàng sẽ tốt hơn ạ. Nếu họ chuyển từ đây cũng được, thưa sư phụ. Cũng được, dĩ nhiên rồi. Chúng con đã gửi 10.000 Mỹ Kim. Tương tự, họ có thể gửi đến cùng tài khoản đó. Anh có thể mang bao nhiêu về nước? Tối đa là 5.000 Mỹ Kim. Chỉ 5.000 thôi sao? Dạ phải, được, thế thì lấy trước. Dạ. Một nửa số tiền. Không, 1/4. Dạ. Rồi phần còn lại sẽ đến sau. Dạ, cảm ơn sư phụ. Lấy 1/4 trong đó ra. Dạ, 1/4 của tổng số tiền. Và sẽ là khoảng 5.000 Mỹ Kim. Dạ, cảm ơn sư phụ. Để anh ấy lấy 1/4 sau đó. Lấy 1/4 sau đó, nó sẽ tương đương với có lẽ 5.000 Mỹ Kim. Rồi họ có thể dùng ngay lập tức cho bất cứ việc gì. Đừng lo về chuyện đó. Cứ lấy một phần. Nếu hải quan lấy, thì cứ để họ lấy. Cũng Ấn Độ cả mà, đừng lo. Người kế đi. Sao Paulo, Brazil. Một lần nọ, trong khi đang cầm tu, con có một thể nghiệm. Có rất nhiều ánh sáng thiên nhiên nội tại trắng, còn có rất nhiều cuốn con. Rất đẹp. Khi con ráng nhìn gần, một giọng nữ nói với con đừng ở lại một đẳng cấp hoài. Con nên tiếp tục đi lên, và sẽ có nhiều cõi giới và ánh sáng đẹp hơn. Đúng rồi, phải. Chúng ta đừng bao giờ nên dừng lại ở bất kỳ cảnh đẹp, hoặc nơi đẹp nào, hoặc thể nghiệm đẹp nào. Luôn luôn còn nhiều nữa. Cũng như tôi bây giờ, không biết làm sao, không thể đếm bao nhiêu cõi giới tôi đi qua mỗi ngày nữa. Chỉ đi lấy thêm lực lượng. Thậm chí không còn nhớ để mà viết xuống, bởi vì con số quá khổng lồ, quá lớn. Trước kia tôi vui sướng nếu một ngày tôi đi qua, có lẽ 20 cõi giới khác nhau. Tôi đã hạnh phúc lắm rồi. Bây giờ không thể nghĩ được là bao nhiêu trong ngôn ngữ chúng ta, nhưng rất nhanh. Mỗi lần chỉ là khoảng có lẽ vài 2-3 giây. Nếu không, tôi sẽ không có thời gian để đến đây hay thời gian để làm bất cứ việc gì khác. Đôi khi, tôi có một thông điệp bên trong và tôi cố gắng thu thập thông điệp. Nhưng đang giữa chừng, tôi phải ngừng lại trong vài giây chỉ vì tôi đang đi lên. Và dòng thông điệp phải ngừng lại một lát.
Và rồi tôi thu thập lại. Nhân tiện nói điều này. Bất cứ gì chúng ta nghĩ hoặc cảm thấy bên trong, cả vũ trụ đều biết. Vậy đừng cố mà gạt ai, hoặc đừng nói với tôi bất cứ điều gì, dối trá hay gì đó, vô ích thôi. Bởi vì các thiên đàng đôi khi cũng báo cáo với tôi, họ nói tất cả đệ tử của Ngài thương Ngài. Như hôm nay chẳng hạn, và ngày hôm trước, thiên đàng đã gửi thông điệp đến các nhân viên truyền hình vô thượng sư, nói rằng thiên đàng thật sự thương và tôn trọng những gì họ đang làm. Cho nên tối qua tôi nghĩ tôi đã nói rồi, phải không? Có nói. Dạ, tôi nói rồi. Đại khái vậy. Vì vậy chúng ta trong suốt thật thế. Chỉ là các cõi thiên đàng, các thiên đàng cao hơn, không dòm ngó vào công việc của mình. Nhưng nếu họ muốn truyền đạt điều gì đó, họ nhìn thấu tất cả chúng ta. Vì vậy, nếu quý vị đến đây vì sự thăng hoa tâm linh chân thật, họ biết. Nếu quý vị đến đây chỉ cho vui thôi, hoặc vì không có nơi nào khác để đi, hoặc không có gì khác để làm, thì quý vị có thể gặp chuyện bất ngờ nào đó. Có lẽ thậm chí quý vị sẽ bị đuổi ra khỏi đây vì lý do nào đó, hoặc không vì lý do nào cả, hoặc vì lý do rất nhỏ nhặt, không phải lỗi của tôi. Quý vị chịu trách nhiệm cho mọi điều mình làm, cho tất cả kết quả của những gì quý vị làm. Tôi nói quý vị rồi, không còn ai để đổ lỗi nữa. Hãy thành tâm, thì quý vị sẽ nhận phần thưởng mà mình không thể nghĩ bàn. Và quý vị sẽ có thể nghiệm tốt bên trong. Cuộc sống của quý vị được cải thiện, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Nhưng nếu quý vị đến vì một số lý do trần tục nào đó, thì có lẽ quý vị chỉ được có thế thôi, hoặc có lẽ không được điều đó. Và quý vị không tiến bộ về tâm linh, rồi quý vị sẽ thậm chí trách sư phụ, Ngài không gia trì cho con muốn bạn gái, sao Ngài không cho con bạn gái, hoặc con muốn bạn trai mà sao điều đó không xảy ra. Tôi không ở đây để cho quý vị bạn trai hay bạn gái. Ngay từ đầu, tôi đã bảo quý vị, sứ mệnh của tôi chỉ để tìm Thượng Đế, tìm tự tánh vĩ đại của mình, tìm Phật tánh của mình bên trong, trở nên khai ngộ, hãy tốt với chính mình, rồi với xã hội và với thế giới. Tôi chưa bao giờ hứa với quý vị đến với tôi, rồi quý vị sẽ có bạn trai, bạn gái, giàu sang, sức khỏe, hay bất cứ thứ gì trần tục mà quý vị muốn có. Có thể là quý vị đi vào vì một số lý do rất trần tục, được thôi. Nhưng sau một thời gian, sau khi nghe thêm nhiều giáo lý của tôi, quý vị nên biết đó không phải là mục đích. Đó có thể là chất xúc tác để quý vị đi vào, để tạo tâm ấn. Được thôi, bất cứ lý do gì cũng tốt. Thành ra, tôi đã cho mọi người một cơ hội. Nhưng hãy thay đổi. Hãy thay đổi như quý vị đắm mình ngày càng nhiều vào năng lượng tâm linh và trí huệ. Quý vị hãy thay đổi. Từ Vancouver, Canada. Cảm ơn quý vị. Mỗi khi con nghe truyện về Đức Mahavira, con rất xúc động và cảm thấy được tịnh hóa. Trong quá khứ, con từng dễ mất bình tĩnh và hay nổi giận với người khác. Từ khi sư phụ kể cho chúng con về Đức Mahavira, con cảm thấy rất điềm tĩnh và bình an. Tốt cho cô. Thưa Đức Mahavira có tái sanh trên địa cầu để giúp sư phụ không? Và khi con thiền, con thường nghĩ về Đức Mahavira. Điều này có mâu thuẫn với việc theo học với sư phụ không? Tôi tưởng cô biết rồi chứ. Người đang đứng trước mặt cô đây. Ban đầu tôi đã nói điều đó, nhưng rồi tôi bảo thôi đừng, chúng ta xóa phần đó đi. Để bất cứ gì tôi đọc và giải thích được trung lập hơn, khách quan hơn. Tôi không muốn cô hoặc bất kỳ ai cảm thấy như tôi đang ca ngợi tiền thân của mình. Nếu chuyện đó giúp cô, thì tốt.
Nhưng không phải chỉ truyện thôi, mà do sư phụ đọc nữa. Đó là năng lượng của tôi cũng đi qua truyện nữa. Nên bằng cách nào đó, Đức Ma Vira đã giúp cô hoặc đã giúp tôi. Tốt cho cô. Tâm mừng. Tốt cho cô. Còn gì khác không? Từ Los Angeles, California, Hoa Kỳ. Con sống ở Hoa Kỳ, nhưng con đến từ Madagascar. Con đã viếng thăm Madagascar vào tháng 5 năm nay. Trước khi đi, con có thể thiền 4 tiếng một ngày mà không có vấn đề gì. Nhưng giờ con phải phấn đấu, mới thiền nổi 2 tiếng rưỡi một ngày. Con muốn giúp quốc gia của con, nhưng không biết làm thế nào. Vì sao điều đó ảnh hưởng đến thiền định của con? Vì sao điều đó ảnh hưởng đến thiền định hả? Bởi vì cô muốn giúp quốc gia của cô, nên cô chia sẻ công đức của cô, chia sẻ kho báu tâm linh của cô với họ, với quốc gia của cô. Nên cô phải mất gì đó. Đó là cái giá phải trả. Nhập hội đi, nhập hội của tôi. Chào mừng cô đến thế giới của tôi. Điều này sẽ ra với tôi hoài. Nhưng cô sẽ hồi phục. Cô sẽ hồi phục. Cứ thiền tinh tấn hơn. Cầu nguyện với tất cả thiên đàng giúp cô. Cầu nguyện lực lượng minh sư giúp cô. Nhưng cô muốn giúp quốc gia cô, đó là rất cao thượng rồi. Điều đó rất tốt. Nhưng không có nghĩa là cô không mất gì hết. Chẳng hạn, tôi mới đưa anh đồng tu đó một số tiền, nghĩa là tôi mất số tiền đó. Làm sao tôi có thể đưa và rồi tôi được nhiều hơn? Hoặc cùng số tiền vẫn ở trong túi của tôi. Không được. Những gì cô cho là mất. Xin lỗi. Đó là cách nghiệp hoạt động. Vốn là như thế. Từ Missouri, Hoa Kỳ. Sư phụ kính yêu, cảm ơn Ngài cho con cơ hội này để gặp Ngài lần đầu tiên. Con cảm thấy rất có phước. Họ thật sao? Đến đây. Nhìn ta thêm, ngồi một lá. Như vậy cô có thể nhìn tao thêm lần đầu. Được rồi. Khi con thiền, con thấy mặt trời biến đổi màu sắc nhiều lần. Trông có màu xanh, màu tím, tưởng đâu con muốn nhìn tao chứ. Cô nhìn xuống khóc, mắt nghè hết. Thì làm sao mà nhìn thấy tao? Thấy mặt trời rồi sao nữa? Da mặt trời biến đổi màu sắc nhiều lần. Đôi khi trông có màu xanh, màu tím xung quanh. À, có ý nghĩa về tâm linh nào các màu sắc khác nhau này không ạ? Không. Chỉ là mặt trời có nhiều màu sắc. Chỉ là thông thường chúng ta không thấy như thế. Ngay cả khi tôi nhìn bằng mắt trần, cũng thấy mặt trời có màu xanh ở chung quanh. Chỉ để bảo vệ đôi mắt của tôi. Mặt trời rất nhân từ. Đôi khi tôi nhìn mặt trời một cách ngưỡng mộ và cảm ơn mặt trời. Bất cứ khi nào tôi nhìn thấy mặt trời tình cờ, tôi không thường nhìn thấy mặt trời, tin hay không chứ, tôi chỉ vùi mình trong thiền định hoặc trước máy vi tính. Bây giờ họ có căn nhà di động cho tôi, nơi không có mặt trời, rất ít mặt trời, và tôi không có cơ hội để nhìn nhiều. Mỗi khi tôi thấy mặt trời, luôn luôn, không phải chỉ bây giờ, tôi luôn luôn cảm ơn mặt trời, luôn cảm ơn chúng sinh vĩ đại này, cảm ơn đã hiện diện với chúng tôi, cảm ơn đã làm chúng tôi hân hoan mỗi ngày và ban phước cho địa cầu với vô số chúng sinh đa dạng, chúng sinh có tri giác và chúng sinh vô tri, rằng đã giúp chúng tôi phát triển, nuôi dưỡng và làm chúng tôi vui. Khi nhìn mặt trời trong một ngày đầy nắng, quý vị cảm thấy vui tươi hơn. Nên tôi cảm ơn mặt trời khi nào có thể nhớ tới, bất cứ khi nào thấy mặt trời. Mặt trời có màu cầu vồng xung quanh và bên trong. Mặt trời là chúng sinh đẳng cấp thứ năm, cho nên ở đó không thể chỉ có một tia màu vàng kim mà chúng ta thấy mỗi ngày, có nhiều màu nữa. Thế nên cô có phước mới thấy một hoặc hai hoặc một số màu. Chỉ cần nói cảm ơn đến vũ trụ, cảm ơn mặt trời đã hiển lộ cho cô thấy. Từ Tokyo, Nhật Bản. Chào. Tháng trước, con có một thể nghiệm nội tại, là sư phụ cho con biết thời gian của con ở kiếp này sắp hết.
Nhưng lúc đó con quên niệm năm hồng danh để kiểm tra. Sư phụ, mà con gặp trong thể nghiệm có phải là thật không? Bây giờ con thật sự hoài nghi và kiểm thả bản thân mọi lúc. Con cảm thấy có chút oán ghét, con cũng không thiền tốt. Xin sư phụ cho con biết, sư phụ, mà con gặp là thật hay giả? Không thật. Ví dụ là thật thì sao? Tôi tưởng quý vị đều muốn giải thoát trong một kiếp chứ. Về nhà mau mau, phải không? Vậy thì sao lại sợ? Đừng lo. Cứ thiền như bình thường. Trước khi thiền, cầu nguyện với sư phụ thật để giúp và bảo vệ anh. Đừng lo. Cảm ơn anh. Một đồng tu từ Busan, Đại Hàn. Được, quý vị hả? Đại Hàn. Tôi chỉ muốn nhìn thôi. Được rồi, tốt, tốt. Đọc tiếp. Khi thiền, con ngủ thiếp đi và con có một giấc mơ tuyệt vời. Con ở trên mặt hồ nước hoặc đại dương trong vắt, bỗng nhiên nó biến đổi thành con sóng khổng lồ và tiến về phía con. Anh đeo tai nghe vô để có thể nghe thông dịch. Ngốc quá. Vì vậy mà anh ấy sợ không dám đi ra. Chỉ là lão nói yêu thương, chứ không phải rầy la hay xúc phạm. Tiếp tục. Con sợ lắm. Giống như bạn bè của vị cùng nhau nói, này Đăng, thương Đăng, nghĩa là ngốc ơi, tớ thương cậu. Đăng cũng giống như ngốc, quý vị biết mà, phải không? Chỉ là lão nói thân thiện, này Đăng đi đâu vậy? Được rồi, đọc tiếp đi. Nhưng ngạc nhiên là nó biến thành gì đó như băng đá hay hơi nước, gió hoặc ánh sáng. Và rồi một lâu đài tráng lệ hiện ra trong một cảnh giới khác. Thưa đây có phải là thể nghiệm tâm linh hay là chỉ là giấc mơ? Đó là thể nghiệm. Giấc mơ cũng là một loại thể nghiệm nào đó. Không phải lúc nào cũng chỉ là giấc mơ. Sau khi thiền trên giường, anh từ từ nằm xuống và rồi bất cứ gì anh thể nghiệm trong cái gọi là giấc ngủ thì đó là thể nghiệm. Nhưng đôi khi anh không thiền tốt trước khi ngủ nên anh cũng có thể có giấc mơ tầm phào, hay có lẽ giấc mơ nghiệp, hoặc có lẽ như giấc mơ hỗn tạp. Nhưng đó là thể nghiệm, bởi vì anh nhớ rất rõ, rất tốt. Đa số người ta không nhớ giấc mơ của họ tốt lắm. Very good. From Hong Kong. Từ Hồng Kông. Hồng Kông. Hồng Kông. Yeah. Chào. Minh sư tối thượng kính yêu. Chúng con thấy trên tin mới bay sang, sư phụ tuyên bố rằng ma vương không còn nữa, lực phủ định và nghiệp lực cũng không còn nữa. Nhưng mọi người sẽ phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Điều này nghĩa là luật nhân quả có còn hoạt động không? Và sự khác biệt giữa nghiệp lực và luật nhân quả là gì? À, câu hỏi rất hay. Có ai biết trả lời thế nào không? Luôn bắt tôi phải làm việc, quý vị luôn luôn giả và điếc, câm và ngốc. Thôi, không sao. Luật nhân quả vẫn hiện hữu, vẫn còn hiệu lực. Nếu không, ai muốn làm gì thì làm, và sẽ không có hình phạt. Ma vương không còn nữa, nhưng không biến mất. Y đang chờ quý vị ở địa ngục để gia nhập với Y. Nếu quý vị không sống đời mình theo tiêu chuẩn đạo đức và phẩm hạnh mà có thể hại người khác, thì Y đang chờ quý vị đó. Nhưng ma vương không còn ở đây nữa để cám dỗ quý vị, để gây thêm rắc rối cho quý vị, để khiến khó khăn hơn cho quý vị quyết định làm điều đúng. Vì vậy, gánh nặng này được trút bỏ khỏi đầu vai, khỏi đời sống của quý vị rồi. Thế nên, từ nay trở đi, dễ hơn cho quý vị nhận ra điều gì đúng, điều gì sai, và làm theo trái tim mình, theo lương tâm của mình, hiểu chưa? Dạ, hiểu. Nhưng nếu quý vị làm điều gì đó sai, thì quý vị là người duy nhất chịu trách nhiệm. Và Y sẽ sung sướng chờ quý vị. Ha ha. Bây giờ đến với bố nào.
Hiểu không? Dạ, hiểu. Nên không có nghĩa là bây giờ quý vị muốn làm gì thì làm và không chịu hậu quả. Không phải vậy. Tôi chỉ lấy đi những rắc rối phụ trội, kẻ gây rối, kẻ cám dỗ, kiểu mạng lưới tà ác, khiến quý vị gặp nhiều rắc rối hơn. Chẳng hạn, chính phủ cấm ma túy, ví dụ vậy. Nhưng đó không có nghĩa là ma túy không còn nữa. Quý vị vẫn có thể cố tìm được. Và nếu tìm được và dùng ma túy, thì quý vị phải chịu hậu quả. Hoặc rượu chẳng hạn. Nhưng không có sẵn mọi nỗ lực để cám dỗ quý vị nữa. Và không có kẻ buôn bán ma túy đến trường học của con cái quý vị để cám dỗ các thanh thiếu niên ngày thơ nữa. Cho nên một gánh nặng lớn đã được lấy đi. Nên giờ là thời gian của chính quý vị. Và cũng vậy với phủ định. Cũng vậy với lực lượng phủ định. Cái gọi là thực thể phủ định mang theo lực lượng với y đã không còn nữa. Nhưng chúng ta trước khi chào đời hoặc từ thời thủy thủy, chúng ta đã có dấu vết phủ định này khắc sâu vào trong chúng ta rồi. Cần phải thêm một vài thế hệ nữa mới có thể tẩy sạch hết. Nên bây giờ quý vị phải quyết định điều gì là không tốt. Quý vị có sự hướng dẫn, có quy tắc, có năm giới luật, có giáo lý của tôi và giáo lý của các minh sư thời xưa mà chúng tôi phát sóng mỗi ngày trên truyền hình vô thường xuyên. Điều đó giúp quý vị giữ sự tập trung hoặc giữ vững trên đường thẳng hoặc không đi lạc lối. Vì thế không có nghĩa là bất cứ điều gì phủ định quý vị nghĩ hoặc chọn sẽ không ảnh hưởng tới quý vị hoặc người khác, sẽ có ảnh hưởng. Cho nên hãy giữ thuần khiết, tập trung, đi thẳng, luôn luôn niệm năm hằng danh và món quà. Đó là sự bảo vệ tốt nhất mà quý vị có. Và thiền nữa, để quý vị có thể đi lên và tiêu hóa lực lượng mà quý vị mới đạt được qua thiền định, bảo vệ chính mình. Câu hỏi cuối là từ Singapore. Chó mèo của con đều ăn thuần chay từ khi con nuôi họ, khi họ mới 1 tháng tuổi, và họ xem truyền hình của thần sư rất nhiều. Thưa, khi họ qua đời, họ có được lên cỏ mới không ạ? Con có gặp lại họ ở thế giới tâm linh không? Cô sẽ gặp họ khi cô gặp họ. Còn tùy vào họ có bao nhiêu công đức. Không phải chỉ ăn thuần chay rồi đi lên cõi mới, không phải thế. Có lẽ họ vẫn cần phải đầu thai. Và dù cô có gặp họ trên cõi mới, họ không còn là mèo nhỏ của cô nữa. Họ sẽ là chúng sinh to lớn, vĩ đại, sáng ngời. Cô sẽ không nhận ra họ như chó mèo nữa. Tại sao lại muốn họ trong hình thể đó? Hãy nhận nuôi chó mèo khác để thương, để âu yếm. Mọi chúng sinh không nên ăn thịt chúng sinh khác, như thế mới đúng. Nhưng chỉ ăn thuần chay thôi thì không đủ công đức để lên thiên đàng cao hơn hoặc cõi mới. Chào ơi, giá gì rẻ vậy? Chỉ tâm ấn thôi mà muốn 5, 6, 9 đời của quý vị được siêu thăng. Và chó, mèo, chuột, bất cứ gì của quý vị. Tôi đâu có hứa như vậy. Tôi hứa nếu quý vị tu hành tốt, có lẽ 5 đời tổ tiên của quý vị hoặc nhiều hơn sẽ được siêu thăng. Tôi đâu có nói gì về chó, mèo, hoặc sao bọ, hoặc bất cứ gì trong nhà của quý vị thuần chay hay không. Nhiều chúng sinh ăn thuần chay mà. Kiến họ cũng ăn thuần chay. Họ ăn ngũ cốc và chỉ một số lá này nọ, quý vị biết mà, phải không? Và họ sẽ không được siêu thăng vì điều đó. Nhiều chúng sinh nhỏ bé họ cũng ăn thuần chay. Họ sẽ không được siêu thăng vì điều đó. Và cây cối họ cũng là chúng sinh. Họ thậm chí không ăn bất cứ gì. Họ hoàn toàn sống bằng không khí hoặc sống bằng nước.
ít nhất 6 mảnh nước. Họ chỉ hút nước từ đất, họ không ăn bất cứ gì. Đó không có nghĩa là họ sẽ lên cỏ nói. Tất cả cây cối quanh nhà hoặc cây cảnh trên ban công của vị. Đừng đòi hỏi quá nhiều. Chỉ thiền thôi. Và bất cứ gì cô có thể cống hiến, thì thân nhân và bạn hữu của cô sẽ được lợi ích. Bằng cách làm mèo hoặc chó của cô và ăn thịt chay, họ đã được thăng hoa cao rồi. Nhưng để lên cõi mới của Timotu, đó là một chuyện khác. Hiểu không, cưng? Đến đây là xong phần câu hỏi, sư phụ. Cảm ơn quý vị, các câu hỏi hay. Và quý vị hành xử tốt lắm, tôi mừng, tôi rất mừng. Chúng ta nên luôn tổ chức theo cách này. Cảm ơn cô đã giúp đỡ. Quý vị vui không? Dạ vui. Tốt lắm. Thưa sư phụ, gì đó, một câu nữa. Con vừa nhận được một câu hỏi nữa. Đọc đi. Hy vọng con đọc được. Vào tháng 7 năm 2019, Đồng tu Mông Cổ chúng con thành lập một doanh nghiệp hợp tác có tên là Thế Giới Thuần Chay. Hiện tại, chúng con sản xuất thức ăn thuần chay. Cụ thể là bánh há cảo, bánh nướng, rượu thuần chay không cồn, làm bằng những quả dâu dại, ngay cả khách hàng không thuần chay cũng rất thích uống rượu đó vì nó có dược tính chữa bệnh. Chúng còn phân phối sản phẩm qua nhiều siêu thị tại Ulaanbaatar. Và đó là tin vui thứ nhất. Và công ty xây dựng sinh thái ủng hộ ý kiến của chúng con theo nhiều cách khác nhau. Chúng con có chương trình truyền hình 10 phút giới thiệu về lối sống mới, kiểu thuần chay gia đình, do đồng tu chúng con thực hiện. Xin cảm ơn Sư Phụ vì tình thương của Ngài và mọi điều Ngài đã làm. Con xin lỗi, đây là một câu hỏi khác. Câu hỏi thứ nhất, không có chi, chúc quý vị kinh doanh may mắn. Câu hỏi thứ nhì, con có một trải nghiệm cận tử vào năm 2017 vì tai nạn xe hơi và con bất tỉnh trong nhiều ngày. Trong thời gian đó, sư phụ đưa con lên thiên đàng và con với ngài cùng bay để xem nhiều cảnh tượng thần kỳ mà con chưa nhìn thấy ở thế giới này. Sư phụ nói với con rằng con phải quay lại làm việc cho tha nhân. Kể từ đó, con làm việc cho truyền hình vô thường sư từ nhà, và chồng con và ba đứa con của con cũng là đồng tu và ủng hộ con. Con gái của con cũng làm việc phiên dịch từ Nhật, và đó là một cơ hội tuyệt vời được ngài gia trì. Con dâu của con cũng chuyển sang thuần chay và vào tâm ấn. Dạ, cảm ơn sư phụ. Tuyệt vời, tuyệt vời. Chào mừng về nhà. Là ai đâu? Who are you? Stand up. Đứng lên, chào mừng trở lại. Yeah. You think you can escape? Cô nghĩ cô có thể that? Trốn thoát chỉ như thế thôi sao? Okay. Chúng tôi vẫn cần cô ở đây. It's good that you know. Thật tốt là cô biết về đời sống sau khi chết, để cô có thêm niềm tin, và gia đình cô cũng được giúp. Okay. Tốt lắm. Thậm chí trong đồng tu chúng ta cũng có trải nghiệm cận tử. Chúng ta luôn thấy trên TV, truyền hình vô thường sư của mình, hay đọc sách về trải nghiệm cận tử hoặc trên truyền hình khác. Nhưng mình có một người ở đây. Đến đây để mọi người nhìn cô. Đến đây, đến đây. Quay lại. Mọi người nhìn cô ấy đi. Quay lại. Họ nhìn cô, không phải tôi. Tôi biết cô. Tôi đưa cô lên mà, nhớ không? Ở đằng đó. Ở đó. Họ nhìn cô, không phải tôi. Tôi biết cô rồi. Nào, chúng ta từng ở trên đó với nhau, nhớ không? Chính tôi đã đưa cô trở lại đây, cũng nhớ chứ. Ở trên đó đẹp, nhưng chúng ta có việc phải làm ở đây. Tôi mừng là cô sẵn lòng làm vậy. Và tôi mừng là cả gia đình cô đều hiểu. Ý nói cuối cùng, chào mừng trở lại. Nhìn ba nè. Nói sao? Mà mới. Trở về chỗ ngồi đi. Như vậy tốt. Giúp tôi. Táo, bất cứ gì dễ cho anh. Có thêm ở đó.
đến đây, đến đây. Gia đình cô có bao nhiêu người? Tôi quên rồi. Sáu người ạ. Sáu. Giơ áo cô lên. Cứ giữ như vậy. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Đây là trường hợp đặc biệt. Đừng ngâm tì nha. Cẩn thận, cẩn thận. Cẩn thận. Tốt, tốt. Trường hợp đặc biệt. Món hàng hiếm trong nhà chúng ta. Bởi vì quý vị luôn nghĩ rằng trải nghiệm cận tử có lẽ là điều mới lạ, hoặc có lẽ là điều gì đó xảy ra cho người khác. Tới khi chính quý vị có trải nghiệm đó, hoặc ít nhất người gần bên quý vị, thì có sức thuyết phục hơn rằng thật sự có đời sống sau khi chết. Và chúng ta không chỉ là thân thể này, chúng ta mượn công cụ này, cái gọi là thân thể, để có thể làm việc cho tha nhân. Vậy nên hãy nhanh lên giúp tha nhân bất cứ cách nào có thể. Hãy thương yêu và tử tế với tất cả và giúp thăng hoa thế giới. Giúp thăng hoa thế giới nghĩa là thế giới sẽ có hòa bình hơn, sẽ trở nên thuần chay, nghĩa là sẽ giúp hàng tỷ, ngàn tỷ, vô số động vật bây giờ và trong tương lai không đau khổ, không bị hà hiếp, không bị hành hạ trong bất cứ cách nào. Vậy nên, đó là cách chúng ta phải làm. Quý vị sinh ra trên thế gian này đều có một sứ mệnh đặc biệt. Dù quý vị biết hay không biết, như cô này, cô ấy chỉ là một trong những trường hợp đặc biệt được biết. Nhưng cho dù không biết, quý vị có giáo lý của tất cả các minh sư, chư Phật, Chúa Giêsu Kitô, Đại Tiên Tri Mohammed, bình an đến với Ngài, Đạo Sư Nanak, Đức Krishna, vân vân và vân vân. Các ngài dạy quý vị cùng một điều: hãy thương yêu, hãy tử tế. Vậy chúng ta chỉ cần làm điều đúng. Những điều các minh sư dạy chúng ta luôn luôn đúng. Các ngài không dạy chúng ta điều gì sai cả. Thế nên chúng ta chỉ làm điều đúng. Luôn luôn vô ngã và bắt đầu từ đây rồi. Đừng giật quà gia trì từ tay người cao niên. Làm ơn nhé. Tôi đã thấy vậy và rất thất vọng. Tôi đưa cho bà ấy và thông báo trên micro, đây là cho người cao niên. Vậy mà khi bà ấy cầm lấy, quý vị còn cố chia bớt. Bà ấy đâu có nói với quý vị có thể chia. Ít ra quý vị nên hỏi bà ơi, con lấy một chút quà gia trì của sư phụ được không? Quý vị tự nhiên lấy như thế. Đó là lấy trộm. Năm giới, hiểu không? Đó là lấy trộm. Nếu người nào đó không đồng ý hoặc quý vị không hỏi. Ít ra quý vị hỏi và họ nói được thì quý vị hẳn lấy. Ngày xưa, có một vị thầy, vị thiền sư, hoặc ai đó, hoặc nơi nào đó, hoặc thầy não đâu đó, tôi quên rồi, sống tại một ngôi chùa nhỏ. Rồi có một tên trộm đột nhập vào và lấy trộm nhiều thứ, lấy mọi thứ, đồ bạc và vài thứ được đặt trên bàn thờ. Bàn thờ cúng Phật. Tên trộm lấy đồ rồi đi ra. Lúc đó vị thầy nói, này, anh trở lại đây, anh quên cảm ơn tôi. Nghe vậy tên trộm nói, vậy thì cảm ơn thầy. Ngày hôm sau, cảnh sát bắt được tên trộm. Và họ thấy tất cả đồ đạc và mấy thứ quý báu từ ngôi chùa. Họ gọi nhà sư đến và nói, chúng tôi sẽ bỏ tù tên trộm này vì hắn đã trộm một số đồ từ chùa của thầy. Thầy có thể nhận diện xem mấy thứ này có phải là thuộc về chùa của thầy không? Chúng tôi nghĩ chúng thuộc về thầy. Rồi vị thầy nói, không, anh ta không ăn trộm gì cả. Tôi đã cho anh ta và anh ta cũng cảm ơn tôi, vậy hãy để anh ta đi. Quý vị có thể trả lại mấy thứ đó cho tôi, nhưng hoặc anh ta có thể giữ vì tôi đã cho anh ta rồi. Anh ta đã nói cảm ơn thầy, anh ta đã cảm ơn tôi. Vì vậy, cảnh sát không thể làm gì được. Nếu quý vị có lấy cái gì đó, nếu thật sự phải sống chết vì quà gia trì, ít nhất hãy cảm ơn bà ấy hoặc hỏi bà trước. Tôi đọc vài kinh điển cho quý vị chỉ vì lợi ích của thế giới. Tôi không lấy trộm bất cứ gì, nhưng dù vậy tôi vẫn nói cảm ơn. Tôi cảm ơn tất cả dịch giả,
tất cả chư thánh và người tại gia, những người đã bỏ thời giờ ra viết mấy sách này để tôi có thể đọc cho quý vị nhớ không? Dạ nhớ. Tôi cảm ơn họ và tôi đã đóng góp tài chánh. Nhân tiện nói, tôi đọc truyện về Đức Mahavira cho quý vị mà tôi quên đọc. Và chỉ mới vài ngày trước, tôi tình cờ nhìn thấy ở bìa trước, họ nói cấm không được truyền tải dưới bất cứ hình thức nào. Tôi thật sự không biết, không thấy phần đó. Tôi chỉ rất háo hức để cho quý vị biết một chút giáo lý, một vài ví dụ. Và tôi thật sự chưa đọc phần đó. Và vài ngày trước, tôi đọc thấy và đã tự hứa là tôi sẽ tặng khoản đóng góp lớn cho công ty đó ở Ấn Độ. Công ty in sách đó, nhà xuất bản, tôi sẽ làm điều đó. Cho nên, mọi thứ chúng ta lấy, chúng ta phải trả lại bằng cách này hoặc cách khác. Chúng ta không thể cứ lấy như thế. Cho dù quý vị biết và giá trị là tốt cho mình, nhưng nếu lấy với cùng cách không tốt như thế, tôi không chắc quý vị có quà giá trị nào đâu. Tôi đưa quà cho người già trong pháp hội ở đây, không phải vì quà giá trị hay gì cả. Tôi chỉ muốn cho họ tình thương của tôi. Thế thôi. Giá trị hay không còn tùy vào cá nhân nữa, xem họ có thể nhận hay tiêu hóa nổi sức giá trị đó hay không. Như anh đồng tu kia, anh ấy là chùi cây gậy của tôi. Tôi đã để nó đó không biết từ bao lâu rồi, có lẽ 10 năm hay khoảng đó, hoặc hơn. Cũng nhiều năm rồi từ khi tôi để nó đó, không thường dùng tới. Tôi dùng có lẽ chỉ vài lần, thế mà anh ta vẫn cảm nhận được sức giá trị. Thậm chí qua đó còn cảm nhận phần nào đau đớn và thống khổ từ sư phụ. Bởi vì không có gì sẽ biến mất, không có gì sẽ mất đi. Tất cả đều được lưu lại trong vũ trụ. Nhất là mấy thứ mạnh mẽ, nó sẽ lưu lại đó. Nhưng không phải ai đụng vào cây gậy cũng cảm nhận như vậy. Tùy vào đẳng cấp của quý vị mà quý vị có thể tiêu hóa sức giá trị hay bất cứ gì từ minh sư hay không. Ngược lại, không chỉ như rồi sư phụ cho đồ ăn thì đồ ăn đó có sức giá trị, có lẽ vậy, nhưng quý vị có nhận được hay không lại là chuyện khác. Và còn lấy từ một phụ nữ cao niên khác thì quý vị sẽ không có bất cứ gì, có thể còn bị nghiệp nữa. Vậy hãy coi chừng. Tôi không dọ cái gì đâu. Chỉ nói sự thật. Tôi ưu tiên cho người cao niên vào trong nhà bếp đang với tôi. Chỉ vì tình thương. Chứ không nghĩ bất cứ gì khác, giá trị hay không. Chỉ vì tình thương giữa con người với con người. Bởi vì người cao niên, họ đã phục vụ. Tôi bảo quý vị rồi. Mới ngày đó mà rồi cũng không nghe. Chỉ mới đó, ta bảo quý vị đừng ganh tị hay gì đó. Ta nói người cao niên, họ phục vụ thế giới nhiều thập niên rồi. Và họ đã nghỉ hưu. Đôi khi họ vẫn phải chăm sóc cho cháu, hoặc họ làm công việc khác, hoặc tự nguyện làm việc khác để giúp thế giới, hoặc để giúp bất cứ ai. Và vì thế, họ đáng được ưu tiên một chút. Không phải là họ cần thức ăn này, hoặc họ ngồi cạnh tôi để ăn, chỉ là một hình thức của lòng tôn trọng và tình thương. Bởi vì họ hết người cao niên, họ cô đơn, và họ cũng không khỏe lắm. Bất cứ hình thức tình thương nào cũng vô cùng cần thiết. Nên nếu quý vị thương cha mẹ mình, thì cũng thương những người hàng xóm cao niên. Quý vị nên thương họ. Thỉnh thoảng ghé vào và chào hỏi cho một chút gì nhỏ. Họ không thật sự cần gì từ quý vị, nhưng bất cứ điều nhỏ nào, hoặc tình thương, hoặc cái ôm từ quý vị, họ sẽ cảm thấy vô cùng được an ủi. Và họ đã phục vụ đất nước, gia đình của họ cả đời rồi, cho nên thời gian của họ bây giờ rất giới hạn. Vì vậy, ta ưu tiên cho họ. Điều đó không có nghĩa ta phân biệt. Hay quý vị nghĩ do tôi già, nên đối đãi người già tốt hơn. Quý vị có nghĩ vậy không? Không, dĩ nhiên là không. Khi tôi còn trẻ hơn, hoặc ở SMC, đôi khi tôi cũng mời người cao niên. Khi chúng ta có thời gian, tôi mời người cao niên từ Trung Quốc, hoặc có lẽ
Âu Lạc, Việt Nam. Một số quốc gia khó khăn, công dân của một số quốc gia mà rất khó xin thị thực để đến. Tôi mời họ, nhất là người cao niên, bởi vì họ không có nhiều cơ hội như những người trẻ. Dĩ nhiên một số người chết trẻ, điều đó là chắc chắn, nhưng đa số người cao niên sẽ có ít cơ hội hơn. Bởi vì tôi không biết liệu ngày mai hoặc tuần sau, hoặc tháng sau, năm sau họ còn có thể trở lại được không? Vì tuổi tác của họ. Nên tôi mới ưu tiên cho họ. Và quý vị nên hiểu điều đó. Quý vị nên biết điều đó, cho dù tôi không dạy quý vị. Đừng làm tôi thất vọng. Hãy làm tôi hãnh diện. Và làm quý vị hãnh diện với chính mình. Và làm người khác thấy vui vẻ. Đó là bổn phận của chúng ta. Nếu họ không làm điều gì sai, quý vị nên làm cho họ vui vẻ. Hoặc ít nhất không làm họ buồn. Nhất là người cao niên. Không vì quý vị muốn công đức hay bất cứ gì như thế. Làm ơn ném điều đó ra khỏi đầu óc quý vị. Hãy ném quà giá trị, lực gia trì hoặc lợi ích cho bản thân quý vị ra khỏi đầu bằng cách ném mấy thứ đó ra khỏi đầu quý vị. Quý vị phải luôn luôn vô điều kiện, lúc nào cũng vậy. Đó là cách duy nhất quý vị nên sống đời mình. Đó là cách duy nhất mà thậm chí có thể giúp quý vị thăng hoa tâm linh. Ôi trời ơi, và hôm qua tôi mời một số đẹp, cứ việc, cứ tự nhiên. Quý vị có thật sự hiểu không? Dạ hiểu. Quý vị hiểu chứ? Dạ hiểu sư phụ. Thật ha? Dạ. Đừng để tôi bắt gặp cảnh đó lần nữa. Vì điều đó không xứng đáng với phẩm giá của quý vị, bất kể là gì. Cho dù Thượng Đế toàn năng có đến đây và cho anh chàng này cái gì đó, quý vị cũng không được đến giật lấy. Đó là cho anh ta, hiểu không? Cũng như một số người, họ giàu vì công đức của họ. Họ kiếm được bằng cách nào đó. Và có lẽ kiếp trước, họ đã làm một số việc thiện, cúng dường Phật, tăng đoàn, hoặc người tu hành tốt, hoặc tăng và ni, bất cứ gì. Và rồi kiếp này họ giàu, thế thì quý vị đừng ganh tị. Quý vị đừng ước rằng họ sẽ cho mình cái gì đó. Không ước gì hết. Bất cứ gì quý vị có, đó là những gì mình có. Như quý vị thấy Thánh Kabir, Ngài nghèo, nhưng khi có người tầm đạo đến, Ngài còn muốn bán vợ của Ngài để đổi lấy một ít bột làm bánh chapati hậu đãi khách của Ngài. Tôi không khuyến khích quý vị làm như thế. Không, không phải như thế. Ý tôi là học hỏi từ tấm gương đó. Hãy vô ngã. Hãy tốt. Hãy tử tế. Bằng không, tôi sẽ không hãnh diện có loại đệ tử như vậy xung quanh tôi. Những ai chỉ nghĩ về bản thân họ, bất kể là gì. Như vậy là không tốt. Không tốt. Đó không phải là cách tôi dạy. Hoặc bất cứ minh sư nào, hoặc vị thầy nào khác dạy. Hôm qua, tôi mời một số người làm việc truyền hình vô thường sư. Những người mà làm việc dài hạn, một số nội bộ và một số từ nước ngoài, mà họ thậm chí đến đây tranh thủ thời gian để thiền, nhưng họ cũng phải làm một số việc. Chúng ta có phòng lớn trên lầu để họ có mạng Internet và đủ thứ, và có thể để máy tính xách tay đó và làm việc liên tục, bởi vì truyền hình vô thường sư phải tiếp tục chiếu, bất kể có bế quan hay không. Và đó là lòng tốt và hy sinh của họ. Và tôi cảm kích điều đó. Nên dĩ nhiên tôi phải ra chào họ và nói ra lời cảm ơn. Dĩ nhiên sẽ tốt nếu họ được cứ việc, cứ tự nhiên. Tôi để quý vị vỗ, nếu không quý vị sẽ ngứa tai. Cho dù họ làm việc vô điều kiện, và họ nên làm như vậy, nhưng tôi cũng muốn nói vài lời cảm kích và chỉ ăn một bữa với họ
Không nhiều lắm, dĩ nhiên. Họ không cần phải ăn với tôi. Họ có thể ăn ở ngoài, khắp nơi, như mọi người, chỉ thỉnh thoảng. Tôi đãi họ tử tế và những người khác làm cho truyền hình vô thượng sư. Có lẽ chỉ dẫn chương trình 3 năm một lần. Họ đến và đưa tôi xem tấm thẻ ở đó. Thưa sư phụ, truyền hình vô thượng sư, con muốn lên lầu. Mọi người đều là người làm việc cho truyền hình vô thượng sư. Tôi nói thật đó. Bởi vì họ ra ngoài quảng bá lối sống thuần chay. Đó là mục đích của truyền hình vô thượng sư chúng ta. Và lý tưởng của sư phụ. Và họ ra ngoài giúp người khác. Quý vị thích vỗ tay hả? Ngồi lâu quá hả? Nên tôi không thấy ai ở đây hay ở nhà mà không phải là người làm việc cho truyền hình vô thượng sư. Tôi coi tất cả quý vị là người làm việc cho truyền hình vô thượng sư, chỉ là hình thức khác nhau thôi. Vì vậy, đừng đến và tìm cách chen lên lầu trên đó. Nếu là nghiệp của quý vị, nếu là công đức của quý vị, thì quý vị sẽ được mời cách này hay cách khác. Hoặc bằng cách nào đó, sư phụ sẽ để ý đến quý vị. Còn nếu không, quý vị sẽ có một trải nghiệm tốt, sẽ cảm thấy hạnh phúc làm việc vô điều kiện cho thế giới. Quý vị nên hãnh diện, chứ không phải đi ngồi ăn với tôi, hiểu không? Dạ. Ngoài ra, tôi không bao giờ có phòng đủ lớn cho tất cả mọi người. Bằng không, tôi sẽ mời tất cả quý vị. Chỉ một nhóm nhỏ thì thân mật hơn, để tôi có thể nói chuyện với họ và làm cho họ cảm thấy vui một chút. Họ đã làm việc bao nhiêu năm qua, và bình thường, quý vị thậm chí không biết họ là ai, và tôi cũng không biết họ là ai. Vì vậy, thỉnh thoảng tôi chỉ muốn nói cảm ơn. Thế mà quý vị còn phải làm cho tôi cảm thấy có lỗi bằng cách đứng trước cửa, chìa cho tôi xem mấy thẻ truyền hình vô thượng sư và muốn lên lầu. Quý vị biết tôi cảm thấy thế nào chứ? Không nên làm vậy. Phải để tôi cảm thấy vui vẻ, thanh thản, để lên lầu ban tất cả năng lượng tình thương cho nhóm người đó, là những người có công đức hoặc có thiện nghiệp sau đó, mới được mời lên đó. Quý vị không nên đứng ở đó xị mặt ra, phàn nàn bằng ánh mắt hay lời nói và làm tôi cảm thấy có lỗi, cảm thấy nặng trĩu trước khi tôi lên lầu ban tình thương cho họ. Quý vị nên mừng cho mọi người, mừng cho họ. Như thể chính quý vị là người đã ở trên đó rồi. Đừng đòi hỏi và khiến tôi cảm thấy rất ái nái. Tôi đã cảm thấy rất ái nái. Dĩ nhiên, sau đó, tôi ráng quên đi và làm cho mọi người trên đó vui vẻ và nói đùa này nọ. Nhưng ngay cả khi về nhà, tôi cũng không thấy vui sau đó. Cảm thấy mình không đủ tốt. Không có nhà đủ lớn cho quý vị. Cảm thấy buồn vì quý vị buồn. Nhưng quý vị không nên làm vậy. Không nên tranh đua. Không nên đòi hỏi bất cứ gì. Bất cứ gì mình làm cho thế giới, đó là đặc ân, là vinh dự của mình. Đừng chờ tới khi có thể nghiệm cận tử như cô ấy rồi mới biết, à, giờ tôi biết sứ mạng của tôi là gì rồi. Tôi phải trở lại làm việc cho thế giới. Nhiều người có thể nghiệm cận tử. Họ biết rằng họ phải trở lại và sống vô ngã và phục vụ cho nhân loại. Thông điệp luôn luôn giống nhau. Dưới này cần quý vị. Trên thiên đàng chúng tôi chưa cần quý vị. Trên thiên đàng không có gì làm hết. Chỉ vui hưởng. Ở đây chúng tôi cần. Thành ra Đức Phật đến. Thành ra Đạo Sư Nanak đến. Thành ra Chúa Giê-xu đến. Và hy sinh, chết đau thương như thế. Và chúng ta luôn cảm ơn họ vì giáo lý của họ, đủ thứ. Hãy làm gì đi. Làm gì đó để báo đáp sự hy sinh của họ, đau khổ của họ, giáo lý của họ. Không phải lúc nào cũng cầu xin. Cầu xin sư phụ làm điều này điều kia cho chúng ta, mà hãy làm gì đó cho tha nhân, như sư phụ đang làm gì đó cho chúng ta hay cho người khác. Nếu nói mình là học trò, thì quý vị hãy học những gì thầy quý vị làm và làm giống vậy. Không phải cứ luôn đòi hỏi. Tôi cho cái gì tôi có thể, dĩ nhiên. Tôi luôn luôn cho. Dù quý vị không biết điều đó, quý vị luôn luôn được gia trì. Quý vị được gia trì, được may mắn mới ở đây trong kỳ bế quan này và gặp nhiều chúng sinh thánh thiện ở đây. Vậy hãy học gì đó, hãy làm gì đó, học từ tấm gương của các ngài, chứ không phải nói hoài.
Không phải luôn luôn nói con thương sư phụ, con thương sư phụ. Nếu thương ai đó, quý vị làm người đó vui lòng, chứ không phải đòi họ làm mình vui lòng. Hay là không? Phải không? Dạ phải. Hãy làm cho tôi hãnh diện. Nếu lẽ ra quý vị được mời, thì quý vị sẽ được mời. Chỉ chấp nhận phần của mình dù là gì. Dĩ nhiên, khi có lý do, quý vị có thể phàn nàn. Nhưng nếu tất cả đều rõ ràng, khi đã bảo quý vị rằng, tiệc tối qua chỉ dành cho những người làm việc liên tục ngay cả ở đây, thì quý vị đã biết mình không thuộc thành phần đó. Rồi cũng không nên biểu tình ngay trước thiền viện làm tôi cảm thấy có lỗi như thế. Vậy có đúng không? Dạ không. Đúng hay không? Không ạ. À. Không, đó không phải là cách cư xử của đệ tử tôi. Và đó cũng làm tôi mắc hứng. Nói coi, đệ tử gì mà như vậy? Tôi vừa bảo mọi người phải vô ngã, vậy mà lại cư xử như thế. Tôi vừa bảo ngay đó rằng chúng ta phải tôn trọng người cao niên. Thành ra tôi đích thân cho họ thức ăn đặc biệt từ bàn của tôi, hoặc từ nhà bếp đằng đó. Đó cũng là gương cho quý vị học, ban tặng. Nhưng rồi quý vị làm ngược lại, làm điều ngược lại. Quý vị lấy, như vậy không hay. Sư phụ đến và phục vụ mọi người, còn quý vị ở đó giật lấy từ họ. Đó là hướng đối nghịch. Quý vị nên xấu hổ và sám hối. Và đừng bao giờ làm vậy nữa. Luôn đặt người khác trước bản thân. Dĩ nhiên không có nghĩa điều đó sẽ làm quý vị tốt hơn hay thấy vui. Không luôn vậy. Tối qua chúng ta có bữa tiệc. Và dĩ nhiên, khi về đến nhà, tôi phải làm công việc giấy tờ cho tới khi... Không biết lúc đó là mấy giờ. 4 giờ sáng. Rồi dĩ nhiên, tôi phải tắm rửa và sau đó đi thiền. Nhưng tôi đã làm xong việc của mình. Công việc gấp, tôi đã gửi trước đó rồi. Ngay khi về đến nhà, bất cứ gì cần gấp, tôi làm xong cho nhanh. Gửi đi để họ sửa cho lẹ. Bởi vì họ cần sửa lại. Bất cứ gì tôi chỉnh sửa, họ phải sửa lại. Và quý vị biết cần bao nhiêu phiên dịch, bao nhiêu ngôn ngữ rồi. Đó là một sự cộng tác lớn giữa nhiều người. Nên ngay khi làm xong tôi gửi đi. Nhưng khi những việc khác không quá gấp như hôm nay, tôi cũng ráng làm. Đến 4 giờ sáng thì xong. Đừng cảm thấy thương xót. Đó là công việc thường ngày. Tôi làm việc như thế tới khi xong. Tôi không thể để việc chưa hoàn tất, trừ khi hạn còn dài sau đó. Thì tôi nói được, mình có thể để sáng mai làm. Thì tôi xong vào lúc 4 giờ sáng. Tôi nghĩ cho người giúp tôi, người đến lấy tài liệu của tôi đi, hoặc mang tài liệu mới cho tôi. Tôi nghĩ đó là 4 giờ sáng. Tôi không muốn gọi họ nữa, nên tôi thảy ra cửa sổ lên trên Sài Gòn để họ biết chỗ nào mà lấy. Nhưng họ đã không đến lấy. Nên ta thấy nó vẫn còn ở đó. Dĩ nhiên tôi không vui. Mặc dù đó không phải là công việc gấp, nhưng lẽ ra phải được đem đi để mọi người biết cái nào cần sắp xếp lên truyền hình vô tình sư và cái nào khác sẽ cần phải làm để họ không chờ đợi. Không đâu, nó vẫn nằm đó. Mai là không gấp. Và mai là không phải chỉnh sửa nhiều. Tuy nhiên như thế không đúng. Họ đã biết lấy ở đâu. Họ đã đến đưa cho tôi tài liệu mới. Không phải như họ không đi ngang qua chỗ đó. Nhưng họ không xem thử, không nhìn. Vì vậy nghĩ đến người khác. Bởi vì tôi nghĩ đến họ. Thay vào đó tôi thường phải chịu đau. Điều đó không dễ chịu khi phát hiện ra điều gì đó mình đã vất vả làm và hy vọng họ đem đi vào sáng sớm. Khi họ đổi tài liệu mới thì lấy tài liệu cũ. Họ đã không làm thế. Đó là cảm giác không vui chút nào. Và quý vị biết tôi mà, tôi muốn làm xong mọi việc nhanh hơn để chuyển sang dự án tiếp theo. Chúng ta không chỉ có việc đó, còn có những việc khác đang chờ và tiếp tục đến hoài. Vì vậy, dĩ nhiên là tôi không vui. Cho nên, nghĩ đến người khác, không chắc luôn đem lại cho mình cảm giác hài lòng. Tuy nhiên, mình vẫn phải làm.
Dĩ nhiên tôi luôn bảo quý vị, bất cứ gì quý vị làm cho người khác, điều đó làm quý vị cảm thấy vui. Không phải lúc nào cũng vậy. Đêm qua, họ có một bữa tiệc vui, phong bao lì xì đỏ, đủ thứ. Và sư phụ kể chuyện vui và sư phụ ở lại với họ. Dĩ nhiên họ quá vui. Kiểu tinh thần có ngày lễ và quên làm việc. Vì vậy, vào buổi sáng, họ đã không lấy tài liệu mà tôi đã làm xong. Dĩ nhiên tôi hiểu cho họ, hiểu rất rõ. Nhưng không có nghĩa là điều đó làm tôi vui. Thế nên, dĩ nhiên tôi la rầy họ. Không phải như tôi nói, họ tốt, cứ làm vậy, tôi hiểu quý vị. Không sao đâu. Sư phụ làm mọi việc. Sư phụ có thể làm mọi việc. Dĩ nhiên tôi làm việc của tôi, làm xong mọi việc rồi. Họ chỉ phải lấy và đưa cho người khác để tiếp tục làm. Họ đâu có phải đi vào sân của tôi hoặc bên trong cổng mà họ sợ không dám. Sợ đánh thức sư phụ, quấy rầy sư phụ. Không, nó ở ngoài. Ta thảy ra ngoài cửa sổ lên trên Sài Gòn. Để nó có mái che. Và phía trên cũng có mái. Họ lắp mái ở trên. Để xe có thể đậu trong đó. Như chỗ để xe. Và rồi tôi cũng để tài liệu bên trong Sài Gòn. Như thế nó được bảo vệ gấp đôi. Và bao quanh bởi hai bức tường. Để gió không thổi bay mất. Hoặc mưa không làm ướt. Dĩ nhiên tôi để trong túi. Chống mưa. Và dán kính cột lại nữa. Chúng tôi luôn luôn làm vậy. Khi nghĩ đến người khác. Đừng trông mong hồi đáp. Tôi thường nghĩ đến họ. Và rồi chính mình gặp rắc rối. Nhưng tôi không làm khác được. Tôi không hiểu mình luôn. Bà già cố chấp. Tiếp tục làm theo đường lối cũ. Họ đã làm vậy nhiều lần. Nhưng mỗi lần tôi nghĩ đến họ, thì tôi sẽ gặp rắc rối nào đó. Nhưng tôi không thể thay đổi. Tôi dọa họ nhiều lần. Lần sau tôi sẽ gây rắc rối cho quý vị biết. Nhưng tôi sẽ không làm thế. Không bao giờ làm. Lúc nào cũng vậy. Cho nên đừng nói rằng sư phụ luôn luôn dạy chúng ta. Mình làm gì tốt cho người khác thì sẽ được lợi ích. Mình sẽ cảm thấy vui. Phải, thường là vậy. Nhưng không luôn luôn như thế. Quý vị vui vẻ bởi vì quý vị biết mình tốt. Nếu nghĩ đến người khác trước bản thân trong bất cứ cách nào, sâu trong tâm cảm quý vị biết mình làm điều đúng và điều đó sẽ làm quý vị vui. Nhưng không có nghĩa là tình cảnh sẽ được sắp xếp. Vì quý vị tốt, vì quý vị nghĩ đến người khác, thì điều đó sẽ làm quý vị vui. Không, không đâu. Nhớ hôm ngày 1 tháng 10 không? Tôi đã mời một số nghệ sĩ. Và quý vị có nhớ chuyện cô ấy đọc về một chú chó cố gắng hết sức giúp chú ngựa để chú ngựa thoát ra. Và chú ngựa cứ đá chú chó. Vì chú cũng không biết tại sao chú chó lại gây rắc rối. Có lẽ chú ngựa biết nhưng không muốn chó bị thương tổn. Có lẽ vậy. Cả hai đều cố gắng bảo vệ lẫn nhau. Và cuối cùng, chú chó đã tháo được dây bị kẹt trên cửa. Chú cứ nhảy lên hoài và cắn sợi dây. Hoặc di chuyển sợi dây tới khi cuối cùng sợi dây tuột ra. Rồi chú ngựa thoát thân và chạy ra ngoài. Nhưng chú chó bị bỏng khắp người. Và bị đá vào xương sườn. Xương sườn bị gãy và đau như thế. Nhưng dù vậy, chú vẫn luôn tiếp tục cố gắng giúp chú ngựa. Bởi vì họ đã ở đó với nhau. Chó xem ngựa như bạn của chú hoặc có lẽ đầu đàn của chú. Chó hoặc động vật, hầu hết họ sống kiểu bầy đàn, những sinh vật. Sống thành đàn. Vì vậy, nếu không có đầu đàn, họ chọn một sinh vật khác để làm đầu đàn của họ, hay làm loài vật bảo vệ để bảo vệ. Hoặc chó là đầu đàn cố gắng giúp ngựa, hoặc ngựa được chó coi là đầu đàn của chú. Bất kể là gì, chúng ta cùng một đàn, họ cùng một đàn, nên chú phải giúp thành viên trong đàn của chú. Đó là cách động vật hành động. Con người chúng ta không phải lúc nào cũng vậy. Thì điều tôi muốn nói là chó làm mọi điều để giúp ngựa. Chú biết là chú sẽ gặp rắc rối. Chú không ngốc đến vậy. Nhưng chú cần phải làm việc đó. Bởi vì chú nghĩ cho sự an toàn của ngựa. Chú quên bản thân chú. Và nhiều câu chuyện chúng ta cũng đã nghe trên truyền hình vô thượng sư từ những chú chó khác. Họ hy sinh để giúp người khác. Dù họ phải trả giá
bằng tính mạng, nỗi đau đớn hay thống khổ. Ngay cả chó trong tòa Bạch Ốc cũng cố gắng bảo vệ Tổng thống Obama. Và chú đã bị bắn nhiều phát rồi, chú vẫn không bỏ cuộc. Chú vẫn tiếp tục bảo vệ và bắt lấy kẻ xâm nhập. Tới khi các nhân viên an ninh đến, với những viên đạn khắp thân thể chú rồi. Loài vật là như vậy. Vì thế, tôi làm việc cho loài vật. Tôi tôn trọng họ. Cảm phục sự dũng cảm, trung thành và cao thượng của họ. Đó là tại sao tôi muốn giúp loài vật. Họ không đáng phải chịu đau khổ trong góc tối của lò sát sinh nào đó và bị đối xử tệ hại, thiếu tôn trọng hoặc như mấy đồ vật vô tri vô giác. Như đồ vật. Tôi không cảm thấy họ đáng chịu mọi đối xử này. Không cảm thấy họ đáng phải chịu khổ như vậy vì họ quá tốt, quá tử tế, quá cao thượng. Không chỉ chó mà tất cả loài vật họ đều giúp đỡ lẫn nhau. Chúng ta chiếu nhiều đoạn phim trên truyền hình vô tình xưa về điều đó và làm động lòng hàng triệu hay hàng tỷ người. Ít ra là một số người cảm động khi xem các đoạn phim này về loài vật. Quá cao thượng và quá tử tế. Họ sẽ xúc động và nghĩ lại họ có bao giờ nên ăn thịt động vật nữa không? Điều đó cũng giúp địa cầu thuần chay. Vậy quý vị phải học. Hãy học. Hãy cố gắng đánh thức phẩm chất cao thượng bên trong quý vị. Quý vị có phẩm chất đó. Đừng để hoàn cảnh, đừng để bất kỳ thứ vật chất nào, ngay cả những thứ thiêng liêng, khiến quý vị quên đi tính cao thượng của mình. Bản tánh thiêng liêng. Hãy rèn luyện chính mình. Hãy nhớ lại chính mình, rằng mình không phải như vậy. Quý vị đến từ thiên đàng và sẽ trở về thiên đàng. Vì vậy, hãy chuẩn bị cho hành trình về nhà với những món quà. Những món quà không phải cho mình, mà cho tha nhân. Đó là món quà mà quý vị sẽ mang theo lên thiên đàng, về nhà. Bất cứ khi nào ra ngoài, nơi nào đó xa nhà, khi trở về, quý vị mang quà cho người nhà của mình, phải không? Hoặc trước khi quý vị đi xa, có lẽ không biết mình sẽ trở lại hay không, hoặc có lẽ không trở lại, nên quý vị tặng gì đó. Đây là để cho anh chị nhớ tôi. Đừng chỉ cứ lấy, hãy luôn luôn cho. Lý do tôi không nhận bất cứ gì từ quý vị là vì tôi không tham, nhưng đồng thời cũng muốn quý vị biết rằng chúng ta không nên lấy, người tu hành không nên lấy. Chúng ta phải cho đi nếu có, hoặc ít nhất chúng ta vui vẻ ủng hộ những người cho. Tôi không lấy, nhưng rồi quý vị lấy. Đó không phải là cách. Quý vị nên học từ vị thầy. Quý vị học từ gương của vị thầy. Thậm chí không từ lời nói của tôi. Quý vị học từ gương của tôi. Hãy làm vậy. Đừng làm khó khăn đến nỗi cho dù tôi muốn tặng người khác. Quý vị tìm cách cản trở tôi, hoặc làm tôi cảm thấy khó chịu khi tặng. Don't do that. You should be happy that đừng làm vậy. Quý vị nên vui khi ai đó nhận được gì từ bất cứ ai hoặc từ sư phụ. Quý vị chỉ nên hạnh phúc như thế. Quý vị là người nhận được. Đó là thái độ nên có. Hãy nhớ. Hãy nhớ. Remember Buddha's teaching. Hãy nhớ lời Phật dạy. Tôi không biết quý vị có bao nhiêu tôn giáo ở đây. Chỉ là tôi quen thuộc với giáo lý của Phật nhiều hơn, bởi vì Đức Phật nói rất nhiều. Ngài đã có quyển lịch lớn. Ngài thuyết giảng 40 mấy năm. Ngài sống cho tới già hơn 80 tuổi. Vì vậy, trong tất cả những năm đó, Ngài đã nói và mọi người ghi lại giáo lý của Ngài. Phật nói, người bố thí có công đức. Nếu họ cho với tâm thuần khiết và tình thương, dĩ nhiên. Bằng không, quý vị cũng có thể có công đức, nhưng rất ít. Hoặc công đức của quý vị sẽ trở thành cái gì đó không thật sự tốt lắm cho quý vị, mặc dù có công đức. Vì vậy, Đức Phật nói, nếu bố thí bằng tâm thuần khiết và tình thương, thì có vô lượng công đức. Nhưng những người không bố thí,
Nhân ủng hộ vui vẻ. Happy for the one who give. Vui mừng cho cả người bố thí lẫn người nhận thì cũng được công đức. Hãy ghi nhớ, hãy nhớ điều đó. Tôi không yêu cầu quý vị cho đi tất cả. Tôi không kỳ vọng quý vị cho đi bất cứ gì. Tôi bảo quý vị nhiều lần, cho dù quý vị chỉ ủng hộ trong tâm hoặc về tinh thần cũng là tốt lắm rồi. Tôi không thật sự yêu cầu quý vị bố thí bất cứ gì cho ai. Tôi chỉ nói với quý vị và rồi quý vị quyết định. Quý vị phải có quyết định tốt, quyết định cao thượng, làm tôi hãnh diện, làm cha mẹ của quý vị hãnh diện, làm tổ tiên của quý vị nhìn xuống hãnh diện, làm con cái của quý vị hãnh diện, làm gia đình của quý vị hãnh diện. Và tôi cảm ơn quý vị làm điều đó. Một điều nữa, tôi chợt nhớ một chuyện nữa trước khi tôi đi, được không? Dạ, một chuyện nữa ha. Bởi vì đã đến giờ ăn của quý vị. Don't worry, your meals won't run away, okay? Đừng lo, bữa ăn sẽ không chạy mất đâu. Bữa ăn thì quý vị có mỗi ngày, nhưng tôi quý vị không luôn có. Thế nên thứ lỗi cho tôi nếu đôi khi tôi trễ, hoặc nếu tôi không đến đúng giờ, tôi có nhiều việc khác phải làm. Tôi đã bỏ bê chó của tôi lúc này. Mặc dù tôi nhớ họ và họ nhớ tôi, nhưng tôi không gặp họ những ngày này để tôi có thể tập trung vào quý vị. Bởi vì tôi cũng có công việc khác. Nếu tập trung vào quý vị và chó, tôi không thể luôn luôn nghĩ cách để hoàn thiện công việc của truyền hình của thượng sư. Nên tôi không thể có mọi thứ. Bỏ được gì thì tôi bỏ. Và chó đáng thương, dĩ nhiên họ không thể phản đối, nên tôi bỏ bê họ lúc này. Tôi sẽ cố gắng bù đắp sau này, nếu có thời gian. Không biết nữa. Có thêm một chuyện về cúng dường. Có một người tại gia luôn luôn cúng dường cho một tu sĩ mà luôn luôn bế quan hoặc sống biệt lập để giúp tu sĩ thoải mái về mọi mặt, cúng dường tu sĩ bất cứ gì tu sĩ cần. Và rồi ngày này càng cúng dường, việc kinh doanh của ông càng phát đạt, may mắn, hạnh phúc và đủ thứ. Nên ông tiếp tục cúng dường thêm. Nhưng rồi một ngày nọ ông nghĩ, mình mới cúng dường cho đệ tử của một vị thầy mà đã có nhiều công đức và may mắn như thế. Nếu như mình cúng dường cho chính vị thầy, thầy của tu sĩ này, mình sẽ có nhiều hơn nữa. Rồi từ đó trở đi, ông ấy hiến tặng, ý nói cúng dường cho vị thầy thay vì tu sĩ đó. Và việc kinh doanh của ông không tốt hơn chút nào, thậm chí còn bị xuống. Thế rồi một ngày nọ, ông cảm thấy rất tệ, ông đến gặp vị tu sĩ mà ông luôn cúng dường trước đây. Tu sĩ đệ tử không phải vị thầy, mà là tu sĩ đệ tử. Và ông hỏi, trước đây tôi cúng dường cho sư, mỗi ngày tôi càng chăm sóc sư thì mỗi ngày việc kinh doanh của tôi càng tốt hơn. Và đời sống của tôi tốt hơn, mọi điều gia đình tốt hơn. Rồi sau đó tôi cúng dường cho thầy của sư, bởi vì tôi nghĩ thầy thì phải vĩ đại hơn, công đức sẽ lớn hơn cho tôi. Thế rồi việc kinh doanh của tôi xuống dốc. Tại sao vậy? Nghe thế vị tu sĩ nói, bởi vì trước kia ông cho với tâm thuần khiết, chỉ để chăm sóc cho tôi, và ông không muốn gì hết, và ông không phân biệt rằng tôi chỉ là một tu sĩ bình thường, thì Thượng Đế ban cho ông một cách không phân biệt, giống như ông đã cúng dường cho tôi một cách không phân biệt, vô điều kiện. Thượng Đế ban cho ông giống vậy. Nhưng sau khi ông phân biệt, ông tính toán, ông nghĩ thầy ta tốt hơn tôi, và ông bắt đầu cúng dường cho thầy tôi. Nên Thượng Đế cũng sẽ tính toán lại. Thượng Đế cũng sẽ phân biệt, suy nghĩ xem ông có xứng đáng hay không để được ban cho bất cứ gì, may mắn hay công đức gì. Bây giờ quý vị hiểu chưa? Dạ hiểu. Cho nên vô điều kiện là cách đúng. Ta đọc mấy chuyện này ở đâu ra mà kể đúng lúc cho quý vị nghe vậy chứ? Hiểu không? Dạ hiểu. Hãy vui mừng nếu ai đó được ghi nhận công lao hay được công đức, được cho quà hoặc bất cứ gì. Hãy làm người tốt, sống cao thượng, hãy là Phật. I'm telling you what.
Nói quý vị biết, nếu quý vị nghĩ mình có Phật bên trong, hãy đánh thức Ngài dậy. Nếu quý vị thậm chí là một vị Phật tương lai, thì hãy chuẩn bị ngay từ bây giờ. Bởi vì hoàng tử, thái tử, từ khi còn nhỏ, họ phải chuẩn bị bản thân để làm vua rồi. Họ biết họ sẽ là vua, nhưng họ phải chuẩn bị từ bây giờ rồi, từ khi còn nhỏ rồi. Hãy chuẩn bị bản thân để làm minh sư, làm vô thượng sư, làm Phật, làm Chúa Kitô. Hãy luôn luôn chuẩn bị. Đừng đi ở đây này, đừng đi trước mặt người xuất gia. Cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. This is all you have? Quý vị chỉ có nhiều người thôi. How many are not Taiwanese, not Chinese, các bạn nhiều người không phải người Đài Loan, Formosa, không phải người Hoa, không phải người ở lại Việt Nam, giơ tay lên. Để tốt, tất cả quý vị đến nhà bếp. Hôm nay tôi sẽ đãi người Mông Cổ, người Thái, người Đại Hàn, người Miến Điện, người Nhật, Japanese, yeah. Người Á Châu, nhưng không phải người Đài Loan, Phong Sa, không phải người Hoa, không phải người ở lại Việt Nam. Hãy đến. Và những người xuất gia nữa. Được rồi, đi nào. Không có chi, nhà sư lớn tuổi. Tốt lắm. Dạ, cảm ơn sư phụ. I repeat again, huh? Tôi lặp lại lần nữa. Hôm nay chỉ dành cho người Á Châu. Không phải người Đài Loan, không xa, không phải người Hoa, không phải người Âu Lạc Việt Nam. Họ là thiểu số, nhưng không có nghĩa họ không quan trọng đối với tôi. Họ quan trọng đối với tôi. Họ là những người vô cùng tận tâm. Người Singapore cũng được. Nếu quý vị chưa bao giờ ăn với tôi trong nhà bếp, thì hãy đến nha. Được rồi, tôi đi đây. Xin lỗi, tôi phải đi. Sẽ gặp quý vị lần khác. Ngày khác, tôi không quên đâu. Không quên người Tây Phương quý vị đâu. Không quên. Dạ, cảm ơn sư phụ. Chỉ là tôi chăm sóc những trường hợp khó trước. Thương quý vị. Love you guys. Thương quý vị. See you later. Con thương ngài. Hẹn gặp lại. Gặp lại sau hoặc ngày mai gặp. Đặc biệt nha. Đặc biệt. Thành ra tôi bảo họ để quý vị ngồi cả hai bên để dễ nhìn thấy tôi. Dạ, cảm ơn sư phụ. Kính chào sư phụ. Thương quý vị. Chào. Kìa, sư phụ đang đến. Làm ra vẻ bận rộn đi. Yeah. Thương quý vị. Okay. Kính chào sư phụ. Con thương sư phụ. Kính chào sư phụ. Love you. Thương quý vị. Thương quý vị. Con thương sư phụ, cũng thương quý vị. Chúng con thương sư phụ, thương quý vị. Chúng con thương sư phụ.